Vợ chồng nhà Phương xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay vợ chồng nhà Phương ăn Phô mai que. Hôm nay vợ chồng nhà Phương sẽ ăn phô mai que chiên giòn nha cả nhà. Phương cũng chiên vừa mới xong luôn cả nhà. Rất là thơm, rất là Nóng. Nóng và giòn luôn. Thì giờ vợ chồng nhà Phương mời cả nhà cùng ăn phô mai que với vợ chồng nhà Phương nha. Và mình có chuẩn bị tương ớt cả nhà. Có gì mình sẽ chấm mà tương ớt ăn sẽ ngon hơn. Thì tương ớt này là mình để bổ sung thêm để ăn dưa leo và chấm dưa leo và bèo thôi cả nhà. Thì giờ mời cả nhà cùng vợ chồng Phương ăn thôi. Mời cả nhà cùng thưởng thức phô mai que nha. Dạ. Dạ. Cùng ly. Mình đây. Sẽ ăn thăm thử trước nha cả nhà. Có phô mai dính ra ngoài. Luôn. Bên ngoài giòn, ở trong mềm. Cái béo ha. Luôn. Cái béo cái vị của phô mai nó thơm thơm. Cái vị bên trong cả nhà, phô mai nó béo. Ngon quá. Kiểu nó béo mà cái vị nó mặn 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 lắm ta. Cái phô mai bên trong á. Có lẽ là cái lớp bột ngoài cả nhà người ta đã nêm nếm gia vị vừa ăn rồi á. Quá, quẹt thử đi. Cái này ăn không nó sẽ ngon hơn. Dạ, chấm luôn. Dạ hết. Để chấm đau rồi. Mình sẽ thử qua cái thứ hai. Ngon quá. Rồi. Bây giờ thì nó đỡ giòn hơn lúc nãy chồng. Lúc nãy là vừa mới vớt ra cả nhà. Nó sẽ giòn hơn nữa. Bây giờ mình sẽ cuốn với cái lá bèo ăn thử coi như thế nào cả nhà. Cái này cuốn với cái lá bèo rất là dễ luôn. Thôi là hệ nó dính, nó chấm thử rồi. Cái này là mấy em nhỏ ăn là xôi chứ. Là mình nghĩ cái món này, nhất là các bạn nhỏ cả nhà, rất là thích cái món này luôn. Cháo sợi cả nhà, có phô mai bên trong á. Ăn kèm với dưa leo, mình sẽ kẹp như thế này, ăn. Thú vị hơn. Thôi. Con. Thôi. Hôm nay cũng khá là thành công cả nhà. Hôm nay là đó. Chỉ nó ít có bị xì. Nó không xì nha, nhưng mà phô mai nó bên trong nó hơi ít. Ok. Cái này cũng trong những các món ăn giặt muốn chồng ha. Này là món ăn mà trong những buổi họp mặt hay là những sinh nhật gì đó nha, cũng rất là ngon. Còn là làm cho gia đình mình là ăn cũng ngon lắm. Món này ăn rất là nhanh luôn. Tại vì mình mua mình để sẵn ở trong tủ lạnh ở cả nhà. Thì mình chỉ việc lấy ra và chiên và thưởng thức ngay liền luôn đó nha. Càng nóng ăn sẽ càng ngon ha. Cái món này là chỉ dành riêng cho những người hảo béo thôi. Còn như mấy người ít hảo béo như Phương á, ăn ít lắm cả nhà. Chị phô mai nó béo á. Không làm vậy. Mình nghĩ là nó không béo lắm cả nhà. Vậy chồng biết sao nó ít béo không? Ít phô mai. Không có phô mai người ta bảo ít quá. Cái cái cuốn này cả nhà nó bỏ rất là ít phô mai luôn. Cho nên mình ăn á là cái
cái bột bên ngoài nó có cái độ giòn và vừa ăn nhiều hơn, nó mặn mặn là nó dễ ăn hơn, nó không có bị ngán. Cái đó cứ lên rồi chấm sữa ngon quá không. Phô mai ở trong cả nhà có đôi khi nó chảy ra, nó làm dính những cái cuốn với nhau. Sao rồi? Ăn thịt ăn cá nhiều rồi cả nhà, lâu lâu chuyển qua món ăn giặt ăn cũng ngon. Là miệng ha. Cái này tầm có thêm lẩu bắp chiên nữa. Để mình quên ta. Ngon quá. Tính ra hôm nay giờ ăn được mấy cuốn luôn hơn bữa trước nhiều. Bữa trước mà mua về ăn chơi cả nhà không biết ăn luôn, ăn giỏi lắm là cuốn hai cuốn thôi, là kiểu như ăn cố chắc ăn ráng thôi á. Mà hôm nay ăn là ăn kiểu là chiên mà còn phô mai á, còn cái vị phô mai nó không có bị chảy ra ngoài nên là ăn cảm nhận cũng rất là ngon. Phô mai này người ta bán, có bán ở siêu thị nè, Bách Hóa Xanh sẵn luôn cả nhà. Thì người ta cũng làm sẵn như thế này nè, khi mà mình muốn ăn thì mình chỉ việc ra ngoài Bách Hóa Xanh hoặc là siêu thị thì mình có thể mua về bỏ tủ lạnh của mình đó. Nhưng mà cả nhà đừng bỏ với ngăn dưới ngăn mát nha, cả nhà mình có thể bỏ trên ngăn đông. Rồi khi nào mà mình muốn ăn thì mình chỉ việc lấy ra để dầu nóng xong là chiên luôn, không cần phải để cho nó ra đá nha cả nhà. Nếu mà ra đá là nó sẽ bị chảy phô mai nha cả nhà. Với một cái món ăn cũng khá là đơn giản cả nhà, nhưng mà lâu lâu mình đổi món thì nó cũng là lạ miệng và nó cũng ngon, tạo cho mình những cái món ăn nó thêm phong phú và nó không có bị ngán cả nhà. Vợ chồng Phương xin kết thúc video tại đây. Thì nếu cả nhà có yêu thích video của vợ chồng Phương, yêu thương vợ chồng Phương thì cho vợ chồng Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video tiếp theo của vợ chồng nhà Phương nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này. Xin chào. Yeah.